Nhậu về, con dâu đánh mẹ chồng gãy hai xương sườn. Sau khi đi nhậu về, người phụ nữ đã xảy ra mâu thuẫn rồi lao vào đánh tới tấp mẹ chồng khiến nạn nhân gãy hai xương sườn. Sáng mùng 7 tháng 8, Công an phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang triệu tập lấy lời khai đối với Nguyễn Thị Kim Minh, 47 tuổi, ngụ phường Thống Nhất để làm rõ hành vi đánh mẹ chồng gãy hai xương sườn. Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 31 tháng 7, sau khi đi nhậu về, bà Minh qua nhà mẹ chồng là bà Lương Thị Hương, 70 tuổi, ở kế bên. Tại đây, do có mâu thuẫn từ trước nên bà Minh và mẹ chồng xảy ra lời qua tiếng lại. Lúc này, bà Minh đã lao vào dùng hai tay đánh, cào cấu vào mặt và cổ bà Hương. Chưa dừng lại, bà Minh tiếp tục đẩy bà Hương ngã xuống giường rồi ngồi đè lên người và dùng hai tay cào cấu vào mặt, cổ, dùng hai chân kẹp chặt vào hai mạng sườn bà Hương. Khoảng 20 phút sau, bà Minh thả bà Hương ra rồi đi về nhà ngủ. Đến sáng hôm sau, con của bà Hương phát hiện mẹ mình bị chảy máu, sưng tấy vùng mặt, cổ và trên người nên đã đưa đến bệnh viện thăm khám. Kết quả chụp phim, bà Hương bị gãy hai xương sườn số 6 và số 7 bên trái. Hiện Công an phường Thống Nhất đang hoàn tất hồ sơ để chuyển cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột để xử lý theo thẩm quyền.